Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 1.000 đồng token rớt deal. Số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành của nó là 3 tỷ. Đã có 411 tài khoản holder và đã phát sinh 1.149 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimadrop.net. Link truy cập website mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Trustwallet của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token nằm ở ví cho mình nhé. Các bạn nhấp thêm và dán địa chỉ vào. Và tiếp theo là xong thôi. Ở đây mình đã thêm rồi nên là mình sẽ không thêm nữa nhé. Đi ở đây. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token này vào ví đấy, các bạn quay trở lại website claimadrop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Chương trình AdRock sẽ kết thúc vào 56 ngày nữa. Và ở đây bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0.01 PDB mua cái đồng này để chờ kết thúc, chờ nó ít nhiều lần tài khoản nhé. Rồi, bạn nhấp vào đây cho mình, yêu cầu AdRock. Thì ra là 0.000567 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nha. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Và lỗi không được không dự phí. Mình làm này nha. Và mới lại trang này. Báo lỗi khi ra khi mà nó báo lỗi mà giao dịch không thành công, các bạn cứ F5 trang hoặc là mới đại trang nha. Nó đang nó mới đại trang và chờ một lúc cả làm lại. Thì được ở đây chính ra là 3.000 thôi nào. Rồi, không ổn chứ chỉ ra ra mạng. Một tài khoản khác trên một cái ví khác hôm qua mình đã còn làm được rồi. Đây. Còn 1.000 đồng đưa đây, không hiểu lý do tại sao hôm nay lại không phải làm được. Rồi, đó, các bạn chờ một lúc thôi, chờ một lúc để cho web nó thoát cái lỗi với nhiều giao dịch khác. Rồi các bạn nhấp vào claimadrop, khi mà nó hiển thị lên cái bảng Viga này 0.000567 BLB thì các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý này. Để các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimadrop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí phần token mới nhất tới mình cập nhật trên web hàng ngày. Còn nếu bạn chưa tài khoản giao dịch có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Metamask, OKX, Huobi, CoinEx và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nha. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cả làm nhận được 1.000 đồng token kia, thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha.
video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.